Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái phần mềm chuyên về mô hình phân phối, như là phân phối bia nước ngọt hay là phân phối trà sữa. Có nghĩa là mình chuyên về phân phối, nghĩa là chuyên để đi giao hàng, thì có thể là bán lẻ bán được luôn, vừa bán lẻ và vừa phân phối. Thì cái quan tâm nhất của nhà phân phối có nghĩa là mình tạo cái đơn hàng khi mà khách hàng gọi điện đặt trước, và khi đi giao hàng thì mình cũng biết là khách hàng đó có chuyển tiền hay là trả tiền mặt hay là nợ. Đó là các băn khoăn của một cái nhà phân phối. Thì mình làm thế nào để mình lập một cái đơn hàng nhanh và khi mình về mình sẽ lưu vào công nợ hay là thanh toán cho nó nhanh. Đó là thứ nhất. Thì hôm nay mình giới thiệu về cái vấn đề nhà phần mềm chuyên bán hàng cho mô hình nhà phân phối. Thì mình nói sơ qua cái giao diện thì đi qua. Thì đây là các tính năng trong phần mềm này đầy đủ, các bạn xem này, là cài đặt đơn vị là khách hàng á, hàng hóa, kho hàng, kho đơn, quản lý công nợ, thu chi, báo cáo, chấm công, vân vân. Thì đầy đủ cái đây như là xem trước này, in phiếu thùng, in phiếu dán thùng, nghĩa là mình in cái phiếu vô thùng là mình đi giao hàng á, nghĩa là mình gửi đi nơi xa, mình in cái phiếu lên mình giao, đó là xem trước kho đơn, thanh toán công nợ hay là F12 là thanh toán tiền mặt. Thì đầy đủ tính năng này như là giảm tiền, giảm phần trăm hay là VAT vân vân. Rồi thì mình muốn lướt qua về cái vấn đề là danh sách hàng hóa này. Rồi đây thì hàng hóa mình đã cài một sản phẩm, đây là mình cài cái trân châu này, trà sữa trân châu. Thì trong đây có đơn vị tính này, thì các bạn thấy này, hai cái giá này, thì giá vốn này thì màu đỏ ha, giá vốn lẻ, giá vốn của hàng thùng, đây giá vốn của hàng lẻ, đây là giá lẻ khi bán ra, giá sỉ bán ra và giá VIP bán ra. Tương tự như vậy thì đây giá, cái giá vốn lẻ là như là thùng hộp hay là túi đó, thì giá lẻ của cái hộp này, giá sỉ của hộp này và giá VIP của hộp này. Đó thì anh em mình nói sơ qua thôi. Rồi để mình sẽ đi vào vấn đề chính, đó là mình sẽ tạo một cái đơn hàng đi cho nhà phân phối khi đi giao hàng. Thì mình tạo khi một khách hàng điện tới, ví dụ như khách hàng nào có tên sẵn thì mình gõ vô thì hiện lên. Thì đây mình tạo một khách hàng điện tới mà nó chưa có tên thì như thế nào? Thì thường thường mình sẽ nhập số điện thoại của khách hàng đó mình lưu luôn. Ví dụ mình khách hàng là 0909 774123, mình sẽ lưu ở khách hàng là anh Trương Văn Thành. Đây mình tạo cho các bạn xem ha, Trương Văn Thành. Rồi enter địa chỉ là Bình Dương, cắt rõ ràng đi. Rồi xong mình enter thì mình sẽ bán hàng. Thì khách hàng tới đặt hàng, đặt một sản phẩm, đặt hôm nay giao hoặc là mai giao như thế nào, thì mình làm hai hóa đơn các bạn xem đây. Như là trân châu ba quy, nếu mà trong cái ba quy thì mình ghi là ba quy thôi, thì hiện lên tất cả trân châu ba quy. Thì trên đây các bạn thấy này, nó hiện này, thì nó có sẽ là túi này, thùng, đang cũng vậy, mỗi loại nó có túi thùng, thì nó có vừa bán sỉ và bán lẻ. Đó, thì các bạn xuống đây. Đó, nếu như các bạn bán thùng thì các bạn chọn cái này, thấy không? Các bạn chọn cái thùng này, enter, rồi mua 10 thùng đi, 10 thùng. Thì các bạn bán này, bán thùng thì chắc chắn bán sỉ, các bạn chọn giá sỉ. Đó, nó sẽ là này. Đó, giá lẻ là 450, giá sỉ là 430. Tương tự giá VIP nữa đi, 400. Đó, thì các bạn bán giá sỉ 430.000 đồng. Thì trong này nó hiện cái giá này, cái giá vốn này. Đó, rồi bấm nút F2 lưu này, rồi bán hàng rất là nhanh các bạn ha. Đây bán 10 thùng, tương tự vậy ba quy tiếp. Rồi mình bán ba quy nãy, ba quy màu, bây giờ bán ba quy đen, bán thùng tiếp tục, bán giá sỉ tiếp là cũng là 5 thùng. Rồi tương tự như vậy, bán tiếp một số đó như thạch dừa, đây thạch dừa và bán thùng, bán 2 thùng cũng giá sỉ. Rồi thì trong khi mình gõ ra những cái sản phẩm này này, thì những cái số lượng các bạn thấy cọc số lượng này, cọc giá này, thì cái số lượng này các bạn có điều chỉnh như đây, như là 15 thùng lít ra này, 15 cũng được. Ok, này tương tự như vậy, đây là 7 thùng này. Đó.
Rất là đơn giản các bạn ha. Rồi bây giờ á, mình sẽ đưa cái đơn hàng này cho một nhân viên đi giao. Thì mình đi giao đơn hàng này, mình không chắc chắn rằng khách hàng này là đưa tiền mặt hay là chuyển khoản hay là khách hàng nợ. Thì lúc đó mình lưu được hàng. Thì mình lưu được hàng này á, thì nó sẽ in được một hóa đơn đưa cho nhân viên đi giao qua đây. Rồi mình làm các bạn xem đây, mình lưu đây. Đó, thế in trong hóa đơn thế này thì các thông tin cửa hàng mình này, rồi hóa đơn này anh khách hàng Trương Văn Thành này, Bình Dương, số điện thoại. Thì tổng số tiền là 9.770.000 đồng. Đó. Thì cái đơn hàng này mình đưa cho nhân viên đi giao. Đó. Ngày nào là 22 giờ ngày 25 ngày 20 tháng 10 năm 2021. Rồi. Rồi. Rồi mình đưa nhân viên đi giao. Thì nhân viên đi giao thì lúc đó chiều chiều nhân viên về. Đó, chiều nhân viên về. Nếu trường hợp khách hàng này người ta là nợ thì mình sẽ vào cái gì để mình thanh toán nợ. Thì chị nhân viên đi giao về thì mình vào, mình cũng tìm cái hóa đơn lại, mình vào hóa đơn này. Đây mình làm một một hóa đơn, chứ còn nếu mà như các bạn đã nhà phân phối thì một ngày còn nhiều hóa đơn lắm. Thì mình làm để mình nói cho các bạn rõ này. Thì mình chiều nhân viên đi đi giao hàng về nhiều hóa đơn, thì trong đó hóa đơn nào thanh toán tiền mặt, hóa đơn nào chuyển khoản và hóa đơn nào là nợ. Mình ví dụ hóa đơn là nợ đi, thì mình hóa đơn đầu tiên mình ví dụ nợ đi, thì mình vào hóa đơn này, mình vào hóa đơn đặt hàng này. À, thì cái anh Thành này là anh nợ này. À, thì là mình xử lý thế nào, thì mình khi nhân viên giao hàng đem hóa đơn về là biết chắc anh này là nợ, thì mình bấm vô anh chọn khách hàng này, rồi mình bấm chọn hoàn thành đơn, rồi mình sẽ bấm nút thanh toán công nợ này, mình đồng ý đây công nợ. Lúc này thì cái hóa đơn của khách hàng này sẽ đưa vào công công nợ. Rồi đó, mình sẽ làm tiếp một hóa đơn để các bạn xem. Rồi rồi một khách hàng tiếp cũng gọi đặt hàng điện thoại 0909 313 809 đi anh tính. Rồi địa chỉ cũng Bình Dương đi. Rồi mở hàng tiếp thật thật cái chữ thật là thật vừa ở đây. Đó, rất là nhanh. Enter. Nhưng mà anh này là ảnh mua là với giá là giá VIP. Rồi, mình chọn giá VIP. À, 20 thùng. Như là 10 thùng này. Tương tự như vậy. Bao quy. Bao quy anh mua bao quy 3 màu. Anh mua cũng là 15 thùng. Rồi, cũng là giá VIP. Tương tự như vậy. Thạch bao quy tiếp. Bao quy trang. Mua 15 thùng. Rồi. Xong. Thì anh Thành này anh mua giá VIP thì cái giá VIP đây. Rồi mình cũng lưu đơn đặt hàng. Rồi. Rồi, mình in đơn phiếu giao hàng ha. Rồi xong. Rồi. Đang tính này không? Rồi bây giờ mình làm một cách một hóa đơn nữa. Một hóa đơn tiếp theo. 0975 788 409 một khách hàng nữa cũng đặt hàng mà không đặt không vô ngày hôm nay mà ngày mai giao. Rồi mình cũng ăn tiếng. Rồi địa chỉ là thành Sài Gòn đi. Rồi anh cũng đặt thật thật dừa thật gọi chữ thật cho nó nhanh nhanh đi là thật. Rồi anh này cũng mua giá VIP luôn đi 10 thùng tương tự vậy ba quy. Anh mua bao quy đen. Anh mua là 15 thùng. Rồi bao quy trắng. Anh mua 20 thùng. Rồi. Bao quy đen. 15 thùng. Rồi. Thì lúc này mình cũng chưa biết khách hàng này đi giao hàng mà mình cũng lưu được hàng. Đó. Thì lúc mà mình lưu đơn hàng anh đã có đơn thì mình chưa biết là trả nợ hay mình cứ lưu nợ đó, thì anh có phiếu đi giao hàng. Rồi rồi hôm tất cả những hóa đơn này mình anh ra là đưa cho nhân viên đi giao hàng. Thì chiều về nhân viên đem hóa đơn về. Rồi mình vô đây, mình khi mà tất cả buổi chiều về mình gom hóa đơn lại để sáng ngày hôm sau hoặc tối về thì mình sẽ hóa đơn nào
trả tiền là nhân viên ghi trả tiền mặt, hóa đơn nộp chuyển khoản là nhân viên cứ là chuyển khoản, hóa đơn nộp nợ là ghi ghi nợ đúng không? Thì lúc này mình vào hóa đơn này, mình vô hóa đơn đặt hàng này thì lúc này có hai khách hàng rồi đó. Trường hợp ví dụ như anh Tính này này, ảnh sẽ là ảnh trả tiền mặt thì mình chọn Tính này, mình muốn hoàn thành đơn rồi, lúc này mình muốn thanh toán tiền mặt, đồng ý là 14 triệu 400 là tiền mặt rồi. Còn anh hồi nãy mình làm hóa đơn nợ rồi đúng không? Bây giờ mình tiếp tục anh thứ hai là anh Tiến này, ảnh chuyển khoản chứ anh không có tiền mặt, anh không có nợ thì sao? Thì mình hoàn thành đơn này, thì lúc mình bấm nút thanh toán này đấy, thì mình vô cái đề này, cái chuyển khoản, tại vì khi mà chuyển khoản thì nó sẽ vào tài khoản của người chủ đó, và tiền mặt là tiền mặt có thể nhân viên đem tiền mặt về để giúp kế toán thu vào, còn cái nợ là vô nợ rồi dùng vô bấm chuyển khoản, rồi bấm chuyển khoản như thế này. Rồi, chuyển khoản xong thì khi chuyển khoản xong thì chắc chắn số tiền này sẽ vào cho tài khoản báo là của người chủ đó, rất là rõ ràng các bạn ha. Đó, nên mình an tâm cái việc là cái việc mà đưa đơn hàng, đưa cái đơn hàng to hàng cho nhân viên đi giao, thì chiều về mình biết rằng những hóa đơn nào tiền mặt, hóa đơn nào nợ, hóa đơn chuyển khoản thì mình sẽ thanh để vào phần mềm, mình in ra, mình đưa vô khách hàng đó là nợ bao nhiêu, khách hàng là chứng khoản là bao nhiêu và tiền mặt là bao nhiêu. Ok, xong rồi giờ mình thực hiện một hóa đơn bán lẻ thế nào? Bán lẻ là không có khách hàng, rồi bán lẻ khách hàng vô ngoài lẻ à, mình bán thật thật người ta mua lẻ, chắc chắn người ta là không sẽ mua 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 một 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 thùng, rồi mua túi đây, mua hộp đây, hộp enter à, mua hai hộp à, như vậy, tương tự như vậy, bao quy đây, thì đây nó có thùng và túi, người ta không mua thùng mà người ta túi đây, mua ba túi, tương tự như vậy, bao quy tiếp, bao quy đen đây, mua túi à, năm túi đó, mình thanh toán tiền mặt thôi đây, đơn giản này này, FB2 thanh toán này, đồng ý ra hóa đơn phân phối nhà cung cấp bán sỉ và cũng là mùa hóa đơn bán lẻ rất là nhanh à, bán túi thôi, đã thông nhận túi thôi, rất rõ ràng nhanh đó. Đó là cái cách để cái phần mềm mình thao tác bán hàng cho một cái cửa hàng chuyên về phân phối như tất cả sản phẩm gọi là bán lẻ, và nó sẽ thanh toán những cái đơn hàng đi giao hàng và nó đưa về là để mình lưu vô phần mềm để mình biết được cái khách hàng đó nợ hay là chuyển khoản hay là tiền tiền mặt, rất rõ ràng, rất là nhanh và cho dễ sử dụng cho người người chủ, tại vì người chủ người ta đã bán hàng chào hàng rất và bán hàng rất là nhiều và đầu óc tôi nghĩ rất nhiều, nhưng mà để có phần mềm này để ta xử lý cái việc đó cho nó nhanh đó, để còn làm việc khác nữa đó, rất là tiện cho một cái cửa hàng chuyên về nhà phân phối hay là bán lẻ đó. Rồi thì mình đã làm việc xong những cái cách thao tác để đưa cái đơn hàng cho viên giao hay là bán lẻ tại cửa hàng. Rồi bây giờ thì tính phần mềm mình đã hiện này, hôm nay mình thu tiền mặt vào thực tế tiền mặt là 36 triệu 495 ngàn đồng và nợ là 9 triệu 770 ngàn đồng đó. Lợi nhuận là 4 triệu 474 ngàn 167 đồng. Thì lúc này mình sẽ vào mình xem cái báo cáo thế nào đây, đã bán hàng xong mà, báo cáo đây rồi, thì báo cáo bán hàng đây, thì hôm nay mình bán được ba bốn hóa đơn, một hóa đơn, hai hóa đơn, ba hóa đơn và bốn hóa đơn, bốn bán lẻ. Thì trong này á, là có một hóa đơn là nợ này, anh Trương Thành nợ này, là nó có nợ này, thấy không? Và ba hóa đơn là thanh toán tiền, rất là rõ ràng đó, có tên khách hàng ngày tháng thăm. Trong trường hợp này các bạn muốn này, thấy không, muốn biết anh Thành này anh mua 9 triệu mấy là hóa đơn đó là những sản phẩm gì thì click double đó. Đó, cái này bao nhiêu thùng, đây thùng bao nhiêu thùng, rất rõ ràng đó, doanh thu từ hóa đơn trong tiền vậy anh tính mua gì, click double rất rõ ràng đó, là cái doanh thu bán hàng. Rồi doanh thu chi tiết bảng kia chi tiết bán hàng thì sao, click double đây đó, thì hôm nay anh bán này những cái loại nào, giá nào, bao nhiêu tiền đó, bao nhiêu đó, các bạn thấy rõ không, rất là rõ ràng chi tiết. Cái quan trọng nữa là cái doanh thu lãi lỗ theo đơn hàng đó.
Đơn hàng thứ nhất kênh trung thành sẽ lại lợi nhuận là 1.325.000. Đơn hàng thứ hai, thứ ba đó, thì nó sẽ biết cái đơn hàng đó tiền vốn bao nhiêu, tiền bán bao nhiêu và lợi nhuận bao nhiêu. Đó rất rõ ràng, đây là cần thiết cho người bán hàng để mình cân đối được cái cửa hàng của mình và cân đối được cái mặt hàng của mình. Đó là doanh thu lại lỗ theo đơn hàng. Đó. Rồi, tiếp tục mình sẽ làm tiếp cái lợi nhuận theo từng mặt hàng. Đây, lợi nhuận chi tiết, lợi nhuận đây. Đó. Những sản phẩm nào? Đây. Bán một loại này, chốt tiền này thì lợi nhuận bao nhiêu? Tương tự như vậy. Đó, nó có lợi nhuận riêng như mình đây, rất rõ ràng. Đó là lợi nhuận tiền giá vốn này, lợi nhuận này, lợi nhuận tổng này. Đó. Hôm nay bán mình sẽ lợi số tiền tổng bán là 46.265.000, mình lợi nhuận là 3.419.165 đồng. Rồi tiếp tục mình, cái quan trọng nữa là mình xem cái tiền mặt. Thì hôm nay tiền mặt này mình bán tiền mặt là mình thu tiền mặt, thu tiền mặt trực tiếp nhân viên đưa về và lấy bán tại cửa hàng là 15.420.000 đồng, chuyển khoản là 21.075.000 đồng và tiền nợ là 9.770.000 đồng, và tổng số tiền ngày hôm nay cửa hàng ra đi bán ra là 46.265.000 đồng. Đó, rõ ràng nó sẽ biết được là tiền mặt thu vô này, tiền chuyển khoản vô tài khoản bao nhiêu này và tiền nợ bao nhiêu, rất rõ ràng. Giờ người chủ thứ nhất cần xem bán đơn hàng nào, khách hàng nào, chi tiết hàng bán bao nhiêu và tổng số tiền hôm nay là tiền mặt thu về trong các kép bao nhiêu, tiền chuyển khoản trong tài khoản mình hiện tại bao nhiêu và tiền nợ là bao nhiêu, rất rõ ràng. Chỉ là mở phần mềm bên mình xem là biết được số tiền tổng ngày hôm nay những loại nào phân ra rõ ràng luôn, là lợi nhuận bao nhiêu có luôn. Đó là cái ưu điểm của phần mềm thế này. Rồi tiếp tục mình sẽ nói về cái công nợ. Thì mình vào công nợ đây, hôm nay đây cái công nợ này, công nợ phải thu. Đó, thì anh Trương thành nợ này đúng không, tính đất vô đó là những cái sản phẩm nào muốn xem thì bấm nút xem đây. Đó, mình thấy mình xuất Excel mình gửi cho khách hàng đó, như khách hàng yêu cầu gửi công nợ thì mình gửi thôi bình thường. Đó, nợ này đó, rất là nhanh chi tiết. Rồi bây giờ trong cái bán hàng này thì nó có luôn cái kho hàng, thì tồn kho đây có thấy không, thì trong suất tồn này nó có tồn kho này đó, sản phẩm thùng đây, số lượng nhập, số lượng xuất và tồn cuối, tồn cuối thế này đây, nó rất rõ ràng đó, những sản phẩm nào còn tồn số lượng bao nhiêu và giá tồn, giá thành tồn tổng của từng sản phẩm để mình biết, mình cân đối được là cái sản phẩm nào còn tồn bao nhiêu và giá vốn còn bao nhiêu để mình biết mình sẽ nhập vào. Đó là cái xuất nhập tồn, thì nó có luôn cái là xuất nhập, xuất và tồn cuối. Còn tồn hiện tại à, hiện tại này thì tồn thôi nè, trân châu bao quy trắng còn tồn này là 50 thùng à, bao quy đen còn tồn 77 thùng một túi ba màu, còn tồn là 69 thùng ba túi và thạch dừa còn tồn 177 thùng 6 hộp. Tổng số tiền tồn của một sản phẩm còn như thế này và cửa hàng mình còn tồn số tiền là 119.684.167 đồng. Rồi xuất bán, xuất bán này à, khách hàng nào bao nhiêu và số tiền xuất bán nào bao nhiêu, rất rõ ràng. Đó là cái nhập, nhập tồn. Đó là mình sẽ nói về tất cả những cái vấn đề về một cái quy trình cho một phần mềm để mà nhà phân phối hay là bán lẻ, bán hàng, nhập kho, tồn kho, có lợi nhuận và công nợ của từng khách hàng rất rõ ràng. Đó là cái phần mềm à, chuyên về cái mô hình như vậy. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua như vậy thì cho các bạn, thì mình sẽ có video tiếp theo. Mong các bạn hỗ trợ và